Mang cái này chả là thấy chốt chăm. Nhà mình có bị sao không? Có, anh vào trong đấy. Thì mình vào xem nhà bạn nhá. Vâng, anh thì vào điện trong đấy. Đi vào ngó nhà bạn này xem. Nhà vách lứa ngói bro ướt hết rồi nên gạo thóc gạo đây. Thủng hết rồi. Đá rất là to nên làm cái lỗ thủng như kia. Quá là kinh khủng luôn. Chồng đâu? Em chưa có chồng ạ. À, như nhà này nhà ai? Nhà, nhà bố mẹ em thôi ạ. Thì em ở với bố mẹ thôi. Em học sinh năm bao nhiêu? Dạ em 2000 ạ. 2000. Thế giờ dỡ kiểu gì? Giờ chắc phải phá hết rồi, dỡ xuống rồi lấy bạt phủ trước, đặng ở trước vài ngày. Không thấy đàn ông đâu, đàn ông giúp à? Có người, bố em, bố già em thôi, bố em cũng lớn tuổi rồi với mẹ em thôi, với em thôi. Đây là mẹ à? Vâng. Hôm đấy là mưa buổi tối à? Vâng, tầm 7 rưỡi hay 8 giờ gì đấy ạ. Thế con người có sao? Có cái chỗ phần trên đấy anh thấy không? Chỗ phần đấy em với mẹ nấp đấy xong lấy cái rượu che lên đầu nhưng mà không mưa đá xong mới cái ngói này nó rơi xuống không ấy được, thế làm em với mẹ phải lấy cái rượu kia để che đầu lại. Xong sợ quá hai người, hai mẹ con sợ quá ôm nhau khóc, còn bố em thì bên kia có người vừa mất nên mẹ bố em sang đấy xem người ta làm các kiểu các thứ này, nên có hai mẹ con ở nhà thì lúc đấy hoảng hốt quá chỉ ôm nhau khóc thôi, không biết là gì. Sợ nhỉ? Vâng. Cho chú biết cả. Thế nhà mình thì làm cái gì? Hàng ngày làm việc gì? Bọn em chỉ làm ruộng với đi nương các kiểu thôi. Làm ruộng có trồng chuối không? Có nhưng mà tại vì bố mẹ em lớn tuổi rồi cũng trồng ít thôi, chỉ có mấy chục gốc thôi, tầm 30 gốc thôi, không có nương nhiều. Có nhưng mà xa lại, em lại không biết chở ấy nên không trồng nhiều. Chuối cũng thấy lát hết còn gì nữa? Vâng, lát hết rồi, bây giờ không có, đây này có một ít vài buồng nhưng mà không lát hết, bị giật lát hết rồi. Đây, lát tươm hết chuối rồi. Thế ruộng nhà mình nhiều không? Ruộng nhà em không biết thôi mà có năm, có tầm 87-83 bao thôi. Đây là nhà cô à? Đây nhà cô. Nhà cô cũng thảm hại không kém. Hỏng hết rồi. Cái nhà gắn tay nó gắn kia kia. Hai bạn này nhà chị à? Vâng. Nhà chị mấy bạn? Đúng mấy đứa? Ba đứa con. Hai trai một cái. Thấy nhà rất là thấp. Cô với em làm nhá. Vâng ạ. Mình đi thăm bản một tí nhá. Vâng, anh về ạ. Giỏi thế. Giúp bố
Thank you.